Ê, không biết sao nghe mà mới nghe lần đầu luôn, là bữa nay tình cờ đi lấy hàng xong cái đi chung với một chị khách đi ngang qua cái chỗ vườn đào này, mọi người phải phát hiện cái một điều thú vị, mọi người nghe thử nha. Đại khái là giờ mình cũng biết được luôn á, là cái vườn đào ở bên Nhật á, khi mà nó ra bông đúng không, đang đẹp luôn mọi người nha, là người Nhật họ sẽ hái, họ tự ngắt cái bông đó luôn để mà cho nó mau ra quả mọi người. Trời, cái này mình mới nghe luôn ấy. Tự nhiên mình hai chị em đang đi trên đường thôi, tự nhiên nhìn thấy hay là tấp vô để nhiều chuyện một xíu. Thì bữa nay là mình đi lấy hàng ở cái chỗ bạn này, cái chỗ bạn này thì lại gần cái chỗ vườn mà vườn trái cây á mọi người, như là vườn nho đồ nè, như cái cây này là cái vườn nho này nó đang trồng luôn. Rồi xong rồi vườn đào nữa. Thì lúc đầu là hai chị em chạy ngang thấy là đẹp rồi, nhưng mà không có nghĩ là sẽ dừng lại để mà quay clip gì đâu. Mình cũng không có tính quay cái clip này. Thì tự nhiên cái là thấy cái cảnh như ban đầu video mình có nói đó, mình thấy người có người hái hoa. Thế là hai chị em mới nói là hồi để tấp vô đi lượm một vòng với coi là cái gì, với coi sẵn vô coi coi là người ta trồng cái gì á. Chứ ở bên Nhật lâu nói thiệt với mọi người chứ mình cũng đâu có rành mấy cái vụ này đâu. Mà ngay cả Việt Nam của mình nói là mang tiếng nông nghiệp chứ mình cũng đâu biết gì đâu, nhà mình làm nông chứ mình cũng không rành nữa. Đấy thì thấy là tấp vô để mà quay thì mới, cái vườn này là vườn nho mọi người ơi. Thì là hỏi ra là khi mà trái tới mùa kết trái của nó là bên đây nó sẽ có cái gọi là cái chương trình gọi là ăn gì ta, ăn hô đài ha, gọi là giống như bao ăn á, giống ở Việt Nam mình vậy á, có nghĩa là mọi người sẽ bỏ một số tiền nhất định rồi vô ăn bao nhiêu ăn đấy. Thì cái vườn này á là do là mới trồng thôi, chắc là cũng qua mùa thu hoạch rồi hay sao á, cho nên là cây mình thấy nó cũng mới lên lại à, mới mọc lại à. Rồi đấy, rồi xong rồi cái hai chị em cũng kiếm này kiếm kia để quay, cũng kiếm bông này bông nọ quay, rồi cũng bày đặt hỏi bông, cái bông đó gọi là cái gì ta, bông tú cầu hả. Đấy mà thấy nó không có ra gì hết, ra khỏi phù hơi luôn, mà thấy cũng không có đẹp đẽ, không có lung linh giống trên mạng. Rồi cuối cùng đi quay tiếp. Thì cái chỗ vườn này là nó gồm có vườn nho với vườn momo. Trái momo là trái đào ở bên Nhật á mọi người. Thì cái bông của nó đẹp cực kỳ luôn nha. Thì mình cũng tranh thủ mình quay được mấy khúc, nhưng mà giống y như là đang vô mùa, đang mới bắt đầu trồng á, để cho mùa vụ mới hay sao á. Thấy toàn là cây trụi trụi không mà mới ra lá không mà, chắc là có lẽ là do mới cái bắt đầu từ cái kỳ mùa đông ấy. Bây giờ mùa xuân rồi, bây giờ nó ra hoa. Đấy, thì hai chị em cũng đi quay rồi mình cũng tranh thủ quay được mấy khúc phim này. Đấy, nhưng mà mình cũng không có nghĩ được cái chuyện là người Nhật họ sẽ bứt hoa nha. Hai chị em cứ đang quay rồi xong mà tèn thì mới phát hiện ra được cái hai cụ già ở bên cái chỗ vườn đào á mới đang ngồi. Cái xong hai chị em tưởng là đang bứt bông hay là bứt lá gì đó. Thì thấy lạc mới chạy lại hỏi. Khúc này là đang quay kiểu giống như là đi tham quan này kia thôi, để quay cho mọi người coi thử có một cái vườn đào ở Nhật nó như thế nào. Hơn hai chị em cũng chưa phát hiện cái điều đó, nhưng mà tới khi mà phát hiện ra được rồi thì lại hỏi, thì hai cụ già mới bảo là cái này là giống như là khi mà nó ra bông nhiều như thế này đúng không, nếu mình để nguyên như vậy để cho nó rớt ra thì vẫn là được chứ không có gì hết, nhưng mà làm như vậy nó rất là lâu để mà cái cây nó có thể ra trái đấy. Và cộng thêm nữa là khi mà cái cây đào ấy nó ra bông rất là nhiều á, thì người ta lặt bông như thế này á, thứ nhất là để cho cái cây nó trống trải thì trái nó ra sẽ dễ. Cộng thêm nữa là ví dụ như là có những cái bông mà nó kiểu như nó có quả luôn rồi mọi người, thì là người Nhật họ cũng sẽ ngắt luôn. Tại vì á là việc mà những cái bông mà nó hình thành quả như thế này mà dày quá nó sẽ làm cho cây nó bị nặng. Cái cây nó bị nặng thì nó sẽ bị gãy cành. Đó, thì dẫn đến là kiểu giống y như là trái nó cũng sẽ không có được to, cũng như là mấy cái trái nó chèn ép nhau á. Đây, cái này cái thực chất là mình cũng nghe rồi mình dịch lại thôi chứ mình cũng không có rõ nữa. Đây, rồi mọi người coi thử cái cuộc trò chuyện nha. Lúc đầu mình có quay, mình có để nguyên cái âm thanh á. Bạn nào giỏi tiếng Nhật thì có thể nghe lại nha. Đấy, thì nhờ vậy mà mới biết được thì ra là ở bên Nhật người ta cũng có cái hình thức, kiểu như cũng có một cái cách để trồng trọt riêng ấy. Mà đặc biệt nghe mình thấy người Nhật ở cái khu của các bạn này nghe cực kỳ thân thiện luôn. Hầu như đến là người ta chào mình mà người ta không có giữ khoảng cách gì hết á. Cứ hỏi thì người ta chia sẻ thôi. Đấy, hai cụ này cũng rất là vui luôn. Nhưng mà nhờ vậy cũng biết được là thì ra là có cái cách này. Mình không biết thì ở Việt Nam á là trồng trọt là có cái cách này hay không nha. Nhưng mà mình mới biết được luôn á. Đấy, mà cũng hên là gặp hai cái cụ này cũng nhiệt tình nữa. Thì hai bà kỹ hết à, cũng cho quay, cũng không có ngại. Bình thường người Nhật á là người ta ngại cái việc mà quay hình họ lắm nha. Còn đối với hai cụ này có xin phép thì hai cụ nói là cứ quay thoải mái thôi. Tại kiểu hai cụ làm vườn ấy. Với thứ hai nữa là khi mà vườn mà nó ra trái cây đồ này kia thì hai cụ cũng muốn là có người đến ăn ấy, kiểu như vậy để mà có thêm thu nhập. Thì mình không biết là cái câu chuyện nó như thế nào, nhưng mà thực tế thì thấy là hai cụ thiệt tình đó, cho nên cũng quay video. Thì cho quay thì quay thôi. Đấy, còn bông mọi người coi này thấy không, chặt kín cả cây luôn á, đẹp lắm. Đấy, gọi gọi cười cười xong cái cụ này ngồi đó mà lạc như thế này nè. Đây là cái sự tò mò mà quyết định dừng lại để quay cái video này. Đấy, mà cái cụ già đây nói chung người ta thân thiện nữa. Rồi xong rồi cái kiểu giống y như còn hỏi là khi nào sẽ quay lại, rồi hỏi người ta là khi nào là nó sẽ ra quả, rồi mùa nào thì là đến ăn là ngon nhất. Đấy, người ta chia sẻ hết luôn. Và họ nói là ở đây là kiểu như vô ăn hồ đài á, gọi là bao ăn là khoảng 2 sen 500 yên.
là khoảng 2.500 yên á. Nhật có mọi người là có thể ăn, nói chung ăn bao nhiêu cũng được hết luôn ấy. Thì mình thấy cái giá cũng rất là rẻ, nên là những bạn nào ở cái khu Yamanashi này á mà có đi ngang qua cái khu vườn này thì có thể tách và ủng hộ hai cụ nha. Nói chung là hai bà rất là vui vẻ luôn, và kiểu như là cứ thắc mắc gì cứ hỏi thì hai bà hướng dẫn hết à. Đấy, và bên mình thì vẫn hỗ trợ đến tận nhà mọi người lấy nha. Và mỗi lần cứ đến nhà mọi người lấy lên hàng như thế này thì lại phát hiện ra những cái điều mới, cho nên nó cũng làm cho mình có cái động lực để mà cố gắng nhiều hơn nữa để phát triển nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ mình nha.